làm các em làm được đơn giản ok mình sang cái dạng củ khoai nhất đó, là dạng số 3 dạng cuối cùng level 8 cộng này đấy được chưa level 8 cộng nhá yeah. được chưa rất nhiều bạn khiếp phần xác suất này nhưng mà thực ra xác suất nó dễ mà các em phải học xác suất theo cái kiểu kiểu như này này là các em phải có những cái bài mẫu ấy ờ đó tóm tắt cho thầy nhá thầy sẽ tự tin là một người dạy xác suất cực dễ hiểu nhá yeah. Các em học thầy xác suất các em không hiểu thì rất ít, rất hiếm giáo viên dạy cho các em hiểu được xác suất. Để ý kỹ này. Xác suất nó có 6 dạng thôi. Mỗi dạng các em học có thể tầm khoảng 5 đến 6 bài mẫu là các em làm ngon lành luôn, để cam kết với các em luôn nhá. Trong khóa VIP thì dạy các em đầy đủ 6 dạng rồi. Hôm trước là những cái bạn rất yếu về xác suất thì dạy vẫn hiểu bình thường, chả vấn đề gì cả. Thì có dạng số 1 đó là chọn người xếp vị trí này đấy chọn người xếp vị trí đấy thì cái dạng này nó rất hay thi luôn nhá nó bật mí cho các em một cái uh, bí mật <laughs> đó là gì các giáo viên rất rất hay thích lấy những câu trong đề thi đại học hàng năm và đổi gì nhở đổi cái uh, kết quả đi đổi thay số đi để ra đề đó thế nên là các em làm những cái câu để xác suất kiểu kiểu trong đề các đề thi đại học các em cố gắng làm hết, xác suất đi thi trúng tủ cực kỳ cao nhá. Đó. Ok chưa? Bí mật này chỉ hôm nay mình nói thôi nhá. Không được nói cho ai đâu nhá, chỉ kể cho bạn cùng bàn thôi nhá. Được chưa? <laughs> Đúng em. Hello Thị Phương, bây giờ thì mới nhìn thấy em. Quẩy luôn đi em. Xác suất dễ làm easy game. Đúng rồi. 10 điểm. Đó, được chưa? Rồi có gì này. Đó các em nắm được cho thầy đủ 6 dạng là ok thôi ngon ra anh liền Dạng số 2 Là gieo đồng xu xúc sắc Đó Đồng xu này Xúc sắc này Đó Đấy chưa À xúc sắc là xúc là S <laughs> Đấy chưa Xúc sắc là S gì nhá Đấy chưa Ok chứ em Xúc sắc là X gì là học đấy Ok Rồi Dạng số 3 nào Dạng số 3 là dạng chọn số ấy. Chọn số này, xếp vị trí cho số có lập được bao nhiêu số ấy, liên quan đến chọn số, xếp số này. Xếp vị trí cho số ấy. Đấy. Đấy chưa? Dạng số 4 là cái dạng về chọn màu và chọn bi ấy. Chọn màu này, chọn bi các kiểu ấy. Đấy. Đấy chưa? Dạng số 5 là cái dạng về sắp xếp chọn sách về chọn môn học ấy chọn sách về môn học và dạng cuối cùng nó là cái dạng mà các em cũng thấy nó khó khăn nhất vì xác suất nó đã khó rồi mà thế đích nào nó lại còn gắn vào hình học nữa mệt thực sự đó ok chưa nó là xác suất trong các bài toán về hình học đấy trong bài toán hình học đó ok chưa gặp cái dạng sáu đúng khóc là tiền mán luôn <laughs> đúng không đó và các em nhớ rồi ba cái dạng này nó rất hay thi nhá ba dạng đầu tiên này này để ý kỹ vào cho thầy đó còn bốn dạng cuối nó ít thi thôi ít thi không có nghĩa là không thi nhá để cho em tập trung thầy ba dạng đầu tiên ý đề thi đại học hàng năm toàn ra ba dạng này thôi còn bốn năm sáu thì chưa thấy thi vào năm nào cả thế nên là các em cố gắng để cho biết đâu năm nay nó ra đó thì nắm chắc vào đây bây giờ mình chữa là lượt từng câu một là đẹp trai thôi. Đúng không em? Buồn vì tình yêu, không có gì phải buồn em. Đó, được chưa? Ok chưa? Cách trả thù tốt nhất là mình phải 10 điểm, mình phải điểm cao hơn nó. Ok chưa? Lúc đấy đã muốn quay lại thì đã quá muộn rồi em ạ. Được chưa? Mình phải đẹp trai hơn người yêu mới của người yêu cũ nhá. VIP chưa? <laughs> Câu số 9 này Bí mật hôm nay thầy quý các em thì Mình mới nói cho các em thôi Hôm sau là Mọi hôm còn nói đâu đúng không Bí mật này chỉ là chim hôm nay mới biết thôi Còn những đứa nào không xem livestream thì làm sao mà biết được Câu số 9 này Được chưa đợi <laughs> Rồi tiếp tục đi nào các em xác suất chia cho ba là khó nhất à không phải đâu em nó có chết cho 7 cho 9 này cho 10 này cho 11 này đấy những cái xác suất đấy mới khó chia 3 lại dễ em ạ <laughs> hôm trước cái chữa mấy dạng chia 3 hết rồi còn gì nữa Rồi, có giờ 9 nào có 9 có 9 nha từ A cái này thuộc dạng mấy đây xếp vào đây chính nó chính nó chính nó đây đúng không đây chọn màu này nó thuộc cái dạng số mấy nhở đây chọn màu chọn uh, bi này đúng không úi giời đây dạng số 4 nha em nhá chọn màu chọn đi này đúng không chỉ được dạng 4 Đấy chốt được dạng Em cứ thế mà em phang vào thôi thì cái dạng số 4 này các phải học là có được cái vốn ấy là các em có tầm khoảng 5 đến 6 câu dạng làm vốn sau đó thì à đọc vào ờ đúng rồi bài này mình đã từng làm qua gần gần giống cái dạng này mình cứ thế mà mình làm theo là được nhá đấy ok câu chín nào tóm tắt một chút 7 đỏ này em Hộp có 7 quả đỏ Nhá Và 5 quả xanh Đấy Lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu Xác suất để lấy được 3 quả màu xanh Đấy ok cho em Bài này em phải tìm cho thầy là số phần tử của không gian mẫu Đúng không Nó bảo là gì nhỉ Lấy 3 quả Trong tổng bao nhiêu quả em Tổng là có 12 quả à, đúng không nhỉ? 7 năm là 12 ừ, đúng rồi. <laughs> Để cho anh em. Đấy, tổng 12 quả. Thì không gian mẫu ấy chọn bừa ba quả trong 12 quả này. Đúng không? Nó màu gì kệ cụ đó. Đúng không nhỉ? Không quan tâm. C3 quả 12. Được chưa? Bây giờ các em tìm cho thầy số phân tử của biến cố A này. Đúng không? Biến cố A là biến cố yêu cầu bài toán nó yêu cầu ấy. Mình mới quan tâm đến màu rồi này này. Nó yêu cầu là ba quả phải màu xanh. Đấy, thì có bao nhiêu xanh em? 5 xanh đây này. Đúng không? Chọn ba quả trong năm xanh thì C3 của 5 cách. Đúng chưa? Quá đẹp trai luôn. Rồi, xác suất P. Quá A e này. Bằng N của A e nhá, chia cho N của Omega. Đấy, Giá ngay C3 quả 5 nhờ. Chia C3 12 thôi em. Hợp lý luôn. Easy game bootstrap. Bấm thôi em. 5 cờ 3 này. Chia cho 12 cờ 3 đúng không? 12 cờ 3, đẹp sai. 1 phần 2 em ơi. 1 phần 2 2 đó nào đây? Ok, 9C nhá. 9C ok. Thấy thấy rất nhiều bạn C rồi này. Đúng rồi. <laughs> Để cho em xong chưa? Rồi, vào đi nào các em. Hello Thì Linh, ok bí mật bí mật hôm nay chỉ những người xem live mới biết thôi nhá đừng nói cho đứa nào nhá chết người đấy nghiện đấy không được đúng không nhắc cho đứa khác nó lại vào nó xem live stream là mệt lắm <laughs> nó nhìn tiếp này em chọn dê hết à Úi giời ông quốc duẫn này lại 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 cc c, toàn c à thế là về quốc ruộng rồi đúng không được chưa em ơi c là quốc ruộng đấy em lại toàn C à Rời đất ạ à. Mười mấy năm học Lại còn học cả live stream bạn giáo thế dạy Thế mà lại khoanh toàn C là dở rồi, rồi Câu 10 Nào em Được chưa nào Đấy Câu 10 thì nó gần giống câu 9 Nó chỉ khác mã đề thôi Đây Năm 2018 này Đấy nó đổi mã đề đi thôi Mã 102 với mã 101 Đúng không em Áp dụng vào luôn em đấy. đấy vừa chữa câu 9 xong nhá Câu 10 mà không làm được là dở nhá <laughs> Thầy chỉ cách làm từng dạng đi à Hôm nay là buổi chữa tổng hợp rồi Cách làm từng dạng thì thầy chữa cho các em trong khóa live VIP đầy đủ rồi Có ví dụ rất cụ thể để chữa rất nhiều dạng trong khóa live VIP rồi Được chưa Đây này khóa live VIP các em sẽ được học như này theo lộ trình như này này Nhìn kỹ này Ok chưa em? Nhìn kỹ nhá. khóa này VIP thì nó sẽ có lộ trình như sau. Nó sẽ có một bài nó sẽ chữa theo hai buổi như sau, buổi số 1 này. Đó, nó sẽ học về lý thuyết cộng với lại các dạng về tự luận. Được chưa? Buổi số 2 các em sẽ được luyện gì nhở? Các em sẽ được làm bài tập về nhà dưới dạng trắc nghiệm để ứng dụng lý thuyết với tự luận để chữa cho các em để vào làm bài tập trắc nghiệm. Đấy, bài tập về nhà các em làm các dạng trắc nghiệm. Sau khi làm xong thì các em sẽ đợi thầy chữa theo rất nhiều cái phương pháp giải nhanh. Đấy, để các em tăng tốc lên. Đó, được chưa? Thì đấy nó chính là cách học của gói live vip nhá. Buổi số 1 giúp các em lấy chắc gốc này, học rất kỹ lý thuyết này về các dạng tự luận này. Bước số 2 thì chúng ta sẽ được làm bài tập này và đợi thầy chữa theo những cái phương pháp giải nhanh để chúng ta có thể là tăng tốc và làm những cái nhiều hơn nhiều dạng hơn dưới dạng đặc biệt và cuối mỗi tháng cuối tháng kem sẽ được là gì nhỉ kem sẽ được thi thử đánh giá 50 câu đánh giá thi online luôn được chưa thi thử đánh giá và kiểm tra chất lượng thường xuyên cuối mỗi tháng đó và ngoài ra kem có cả nhóm mét hỏi bài nữa để tương tác với nhóm thường xuyên Ngu đâu hỏi đấy, sai đâu sửa đấy Thì dần dần các em sẽ tiến bộ dần thôi Được chưa Được cho nhỉ Đấy, bạn nào muốn đăng ký các em inbox cho trực tiếp cho thầy nhá Inbox cho thầy sau nói trên live stream Được chưa à, Ok chưa, inbox cho facebook của thầy là Nguyễn Văn Thế nhá Được cho em Đó, lộ trình thì chúng ta sẽ học từ giờ đến tháng 2 Tháng 2 các em sẽ xong hết chương trình lớp 11 Đó Được chưa Từ tháng 2 đến tháng 4 Chúng ta sẽ ôn học kỳ 2 Ôn học kỳ 2 và luyện đề học kỳ 2 Được chưa Từ mùng 1 tháng 4 Chúng ta sẽ bắt đầu là ôn sớm lớp 12 Đấy Lộ trình nó rất bài bản và cụ thể luôn Đó Thì đấy là lộ trình của live VIP 2K4 của thầy Thì đây là một cái khóa rất là dễ và chúng ta có thể là theo một lộ trình chuẩn thì nó sẽ tăng tốc được rất là tốt còn bạn nào chưa có điều kiện cứ follow page thầy nhận tài liệu và học like thường xuyên có điều nó không theo một lộ trình chuẩn được đó hôm nào rảnh này sẽ vẫn sắp xếp like trên page cho các em bình thường nhá ok thôi bây giờ mình vào câu số 10 được chưa các em rồi câu số 10 em nhá câu số 10 nào đây nhìn kỹ này áp dụng vào thôi nào một hộp thì có 11 quả đỏ này các em đó, bốn xanh đúng không? Đấy tổng là 15. 15 quả. Được chưa? Rồi. Lấy ngẫu nhiên 3 quả cầu. Xác suất để được 3 quả xanh này. Đấy, không phải đỏ nhá. Được chưa? Xác suất thì viết luôn nhá. Áp dụng luôn nhờ. Chọn 3 quả trong 4 quả xanh này, C3 quả 4, 4, chia không dân mẫu là 3 quả trong tổng 15 quả đúng không? Đó, bấm ngoặc phát ra kết quả này em. Em sửa thôi, nhờ. Đây Đây là 4 cờ 3 này Chia cho 15 cờ 3 đúng không Đẹp trai luôn em 4 phần 455 4 phần 455 thì câu 10A em ơi Good job Hợp lý Nhá Được chưa Câu 11 cũng tương tự đúng không Đấy, câu 11 tương tự đề năm 2018 ở mã 104. Đó, áp dụng vào các em làm tiếp đi nào. Những câu đầu vẫn rất dễ, mấy câu sau thì bắt đầu nó khó hơn. Rồi nhìn kỹ này, 11 này em. 11 nào 11 thì vẫn áp dụng của câu 9 câu 10 rồi thôi Đó vì nó cùng một mã Nó cùng một năm nó Chỉ đảo mã đề thì cái dạng nó tương đối giống nhau Nó thay số đi là được Nhá hợp lý chưa Tiếp tục đi nào em <laughs> Ok nhá Tôi vào đi luôn này Để nào các em ơi Các em học trên livestream Các em phải có văn hóa một tí nhá Vì thì trên livestream ý, thì chữa rất nhiều bạn có bạn yếu có bạn giỏi thì thầy phải chữa làm sao để tất cả các bạn đều phải hiểu nhá đừng có mà vì mình thì chữa cho một mình em hiểu đi làm sao mà những cái bạn khác người ta xem livestream được đúng không thầy chỉ chữa cho học sinh giỏi là sao học sinh dốt theo được đúng không thầy phải chữa chậm một chút trên livestream là live free mà được chưa thế nên là phải chữa làm sao ấy đúng mục đích của giáo viên là chữa cho những học sinh yếu vẫn hiểu được được chưa Còn mục tiêu của thầy hôm nay là thầy chữa hết cho các em tài liệu là được Được chưa Ok không ừ, Hợp lý luôn Nhờ, Đừng ích kỷ như thế em Nhá Chứ học live stream lại cứ dục dục là một này Chữa nhanh hơn là hai này là những con người quá ích kỷ luôn em ạ Không ghê gì em Cuộc sống là như thế mình phải đánh đá lên em Không là bọn khác nó bắt nạt Đấy không được các bạn ạ đó chúng ta phải đánh đá lên Ok chưa? Không đánh đá nó hình thiệt đấy em. Mất quyền lợi đấy nhá. <laughs> Rồi. Có 11 nào em? Có 11 nào? Ok, đây là 10 quả cầu đỏ này. Được chưa? 5 quả xanh này em. Rồi, nhìn tiếp nào. Tổng vẫn là 15 cháu đúng không? 15 quả. Đấy. Lấy 3 quả chọn ra 3 quả xanh này xác suất viết luôn nhá. Này, 3 xanh trong 5 xanh thì là C3 của 5 đúng không? Rồi, không gian mẫu chọn 3 quả trong tổng là 15 quả chứ nhỉ? <laughs> viết trượt thì các em ơi. Đúng không? 10 cộng 5 lại bằng 10 là chứng tỏ là ăn bớt rồi. <laughs> Đó, ra được luôn nhá. Được chưa? Ok chưa? Rồi nhìn tiếp nào em. Phân số này. 5 cờ 3 này em. Chia cho 15C3 này. Đấy. Ok kết quả 2 phần 91 nha em nhá Rồi áp dụng luôn Đấy câu 10 câu 11 thì chữa rất nhanh mà đúng không Nhưng mà trên nền tảng câu 9 thì phải chữa kỹ cho những bạn yếu hiểu được chứ Đúng không nhở Đó mấy ông học giỏi giỏi tí toàn vào like thể hiện Chắc thật sự <laughs> Em giữ bí mật à <laughs> Em chỉ kể cho mỗi thằng bạn thân nhất thôi Xong cuối cùng mai cả trường nó biết <laughs> Được chưa em ơi? sao chưa? Đấy, được chưa nhờ Rồi câu 12 này ui lại uh, lại chọn cầu à? Chán cầu rồi. Ừ, rồi 12 này chốt sổ luôn em. Đấy. Được chưa? 12 là câu trong đề tham khảo nhá. Rồi, vẫn tóm tắt lại một chút đi em ơi. Nào. Một hộp có 10 quả cầu đúng không? À 11 quả. Này, tổng 11 quả này, 5 xanh và 6 đỏ. Đấy, 5 xanh. 6 đỏ, tổng ở đây là 11 quả. Được chưa em? Giống toán lớp 1 nhỉ? <laughs> lớp 1 đã học cái này chưa nhỉ? Chọn ngẫu nhiên đồng thời 2 quả từ hộp đó nhá. Xác suất để chọn ra hai quả cầu này cùng màu à? Đấy thì cái này xác suất thì thầy sẽ làm nhanh một chút nữa. Thì cái này phải có hai trường hợp đấy. Đó là hai quả của hai trường hợp là trường hợp 1 là cùng xanh Chợp hai là cùng đỏ Đúng không Chợp cùng xanh nó giống hệt câu 11 ý Đúng không Nhưng mà là chọn hai quả thôi Chọn hai quả màu xanh Trong gì nhở năm quả màu xanh là C2 của năm cách Đúng không Đó Được chưa Được chưa em Đấy Hợp lý luôn Nhở Ngày xưa anh bán sữa đậu lành Đấy Ngày xưa anh đạp chiếc xe màu xanh anh chính anh ngày xưa đó bán sữa đậu lành và đạp chiếc xe màu xanh úi giời xịn luôn xịn luôn mười hai chưa thấy đáp án nhiều này các em có mừng đáp án đi nào mạnh mẽ lên em không biết làm cứ cứ mạnh dạn comment đi em sau lần lần nhiều lần thì nó tức quá comment toàn trượt thì sẽ ngồi làm dần dần nó lại comment đúng đấy 12 nào các tiếp tục nhá chưa là thứ hai cùng đỏ này Chọn hai đỏ trong 6 đỏ nhỉ C2 của 6 nhá Đấy Rồi Không gian mẫu này Chọn hai trong tổng là 11 quả này Chả cần biết nó màu gì kệ nó em Kết quả hiện ra Úm ba la Nào Phát số nhá Ok 5 cờ hai này em Cộng với lại 6 cờ hai nhỉ Chia mẫu là 11 cờ hai nhá Đấy Để chưa bằng 5 phần 11 này Tốc độ luôn Easy game 12C Nhá đó món ngon phải để cuối cùng. <laughs> Đồ lê mi fa sol la si me. <laughs> rồi. Đó bắt đầu từ câu những câu cuối bắt đầu thì để level nó khó dần lên mà. Thì bắt đầu thì để level nó khó dần lên đấy. 13 14 15 16 này bắt đầu khó dần lên rồi đấy. Đúng chưa? Ok chưa? Cứ phải từ từ. Ông nào kêu đề dễ thử làm câu 14 xem nào. Ông nào làm được câu 14 đúng thì tôi công nhận đẹp trai nhá. <laughs> nhá. Được chưa? Mới làm được có vài câu đã kêu để dễ bọn còn lợn. 13 13 em. 13 chắc vẫn còn dễ rồi, đúng không? Có hai dãy ghế đối diện nhau. Nó đề là tham khảo năm 19. Đấy, tham khảo thì cũng chỉ là tham khảo thôi em <laughs> đúng không để thi thật rồi ở đây vừa khác đúng là cú lửa cuộc sống đúng là buồn 13 này em 13 này 13 13 bút cho em ơi nhìn kỹ nhá mỗi dãy có 3 ghế ở đây này mô hình công 13 như sau này nhìn kỹ này vẽ ra nhá 123 này 4 này 56 này được chưa xếp ngẫu nhiên 6 đứa gồm 3 nam 3 nữ vào hai dãy ghế sao cho gì nhỉ? Mỗi ghế có đúng một đứa ngồi thôi. Và gì đây? Mỗi học sinh nam phải ngồi đối diện một học sinh nữ à? Ôi ừ giời, mệt mỏi nhỉ. Ừ. Ngồi sao ngồi còn bắt đầu ngồi đối diện nữ, mệt thực sự. Nhìn này. Nhìn kỹ nhá. Thì cái này không gian mẫu các em tìm trước đi, số phân tử không gian mẫu nhá. này Nó định nghĩa của quả hoán vị đấy em. Đúng không? xếp sáu đứa vào sáu ghế nam nữ muốn ngồi đầu kệ cụ nọ em sáu giây thừa cách nhá định nghĩa của hoán vị đấy bạn nào mà không biết hoán vị là gì thì xem lại cái quyển kia này đã định nghĩa cho các em rồi ví dụ có rồi đúng không xếp sáu phần tử vào sáu ghế hoán vị sáu nhá sáu giây thừa đẹp trai rồi bây giờ yêu cầu đến tìm số phần tử của biến cố a này em nhá được chưa nó yêu cầu nam với nữ phải ngồi đối diện nhau Thì các em làm cho thầy ba bước như sau Bước 1 này Xếp ba ông nam vào ba ghế 1, 2, 3 Đấy Xếp nam vào hết ba ghế bên trên Đấy Nữ vào ba ghế bên dưới Thì đúng thỏa mãn chưa Đúng nam đối diện nữ chưa Nam nữ ngồi nhìn nhau chưa Quá đẹp trai luôn Đúng không Xếp 3 nam vào 3 ghế 1 2 3 nhá. 3 dây thừa cách. Đúng không? Bước 2. Xếp 3 nữ vào 3 ghế bên dưới. 3 dây thừa cách, đấy. Lúc này thì đúng là nam nữ ngồi nhìn nhau chưa? Đối diện nhau chưa? Rồi. Bây giờ là chúng ta đã được một trường hợp rồi. Nhưng nó chỉ yêu cầu nam nữ ngồi đối diện nhau thôi đúng không? Khi em đảo vị trí 1 với 4 cho nhau. Thì nó vẫn thỏa mãn là nam nữ đối diện nhau đúng không Đảo vị trí 2 với 5 cho nhau Đấy Thì nó vẫn thỏa mãn là nam nữ đối diện nhau Và đảo vị trí 3 với 6 cho nhau Thì nó vẫn là gì nhở Nó vẫn thỏa mãn là nam nữ đối diện nhau Đấy Và mỗi lần đảo vị trí này nó bị x2 lên Đấy Vậy đảo vị trí 3 lần Thì các em sẽ được có bước số 3 là 23 Được chưa em Nhá Đó các em đảo vị trí đi thì nó bị x2 lên Đúng chưa Đảo vị trí 3 lần thì các em bị x2 mũ 3 lên là xong Các em ra kết quả chưa Đấy xác suất của biến cố A này Nó bằng 3 dây thừa Nhân 3 dây thừa và nhân 2 mũ 3 Và chia cho 6 dây thừa Hợp lý Kết quả bao nhiêu đấy Bấm đi nào các bạn 3 giây thừa nhá Nhân 3 giây thừa này Nhân 2 mũ 3 này để chia cho 6 giây thừa bấm trượt rồi Ok 2 phần 5 em ơi Good job em Đó thầy vừa nhìn thấy đứa nào 2 phần 5 đấy Hợp lý <laughs> Ok 13 em ơi 13 em Trai gái ngồi với nhau mới vui à giờ <laughs> Nó vui rồi mình mệt Suốt ngày bắt đếm Mình có được ngồi đâu Suốt ngày ngồi live stream với cái bọn rớt rãi Tèo mồm lên có được ngồi cạnh gái bao giờ đâu mà biết Suốt ngày bắt xếp chỗ Mình thì không được ngồi Ngồi đất Mệt thực sự <laughs> À không được Mặc dù mệt nhưng mà thầy rất quý 2K3 và 2K4 nên thầy vẫn phải like ra các em Chán thực sự đấy Các ông lười vẽ trưởng ra Nhưng mà mình vẫn phải vì những cái học sinh thân yêu Tất cả vì tương lai của đất nước Thế nên vẫn phải ngồi đây like các em ạ buồn thực sự Hi hi 14 em ơi Đây Ông nào tự tin không run tay chốt câu 14 phát xem nào <laughs> Câu này làm thì tôi công nhận đẹp trai này sẽ làm được 13 câu đầu mà đã kêu để dễ là buồn rồi Là không được rồi em ạ Tiếp tục đi em Hôm nay gần lên được 200 là mày bị tụt nhá Em phải lên làm sao Phải lên mạnh mẽ lên Lên hơi yếu này Kiểu tim nào Ngồi không cứ ngồi im như tượng như này yeah. Nhá Rồi phải có một đáp án phải thả tim đi nào kem Đấy cảm thấy cô đơn Noel đến nơi rồi Có tim mà cũng tiếc Đúng là Những con người ki bo Câu số 4 Nào Được chưa ba câu cuối thôi Chốt sổ này ba câu này làm xong là lên lớp 8 được gái rồi đấy Câu 4 nào em 14 Good job Việt Trinh 14 cờ này Đấy bây giờ tôi ngồi tôi ngồi đếm lợn này Nguyễn Thái 14 cờ này Việt Trinh 15 e <laughs> 14 đi đã em ơi Nào vào chưa Câu này làm được làm được thì mới công nhận là đẹp trai nhá Cậu này nó ngồi mà Không làm được vậy hot đề dễ là dở rồi 14 nhá Nào nhìn kỹ nào em Quẩy lên quẩy lên các em Trọng Hiếu 14C ok good job thì nhìn thấy em rồi 14 14 nhá. Đó, cứ phải để nhắc với thả tim. Thả mạnh nữa đi nào các em. Vẫn còn cô đơn lắm em. Hi hi. Rồi nhìn kỹ này em ơi, 14 á. Ba bạn ABC này. Mỗi bạn viết ngẫu nhiên lên bảng một số tự nhiên thuộc đoạn từ 1 đến 19. Xác suất để ba số được viết ra có tổng chia hết cho 3 bằng. Đấy. Thì cái là các em nhớ kỹ cái này này. Mấy cái dạng chết cho ba này hôm trước thì mới chữa các em trong khóa live xong đấy Đúng không? Phương pháp là gì? Đây các em phải đếm Từ 1 đến 19 này Đấy từ 1 đến 19 Các em phải đếm với thầy là có những bao nhiêu số chết cho ba Có bao nhiêu số chết cho ba Chết cho ba ở đây là có bao nhiêu số nhỉ các em nhỉ? Đây các em đếm thôi, Đếm kỹ này Muốn đếm nhanh không? đếm nhanh thì dạy các em cách đếm nhanh nhá chia cho 3 thì đây này có dạng là 3k đúng không đó cho lớn hơn bằng 1 và nhỏ bằng 9 này a à, 19 đấy các em rút là được ngay k lớn bằng 1 phần 3 và nhỏ hơn bằng bao nhiêu 19 chia 3 đúng không đấy 19 chia 3 này nó rơi vào khoảng 6,3 đấy 1 phần 3 là 0,333 đấy đúng không thì k lấy từ 1 đến 6 đó có 6 giá trị K Tức là trong đây có đống này Có 6 giá trị Có 6 số chia hết cho 3 Đấy. 6 số chia cho 3 Đó để cho có dạng là 3K này Để cho Rồi tiếp tục này Trong đống này có bao nhiêu số Chia 3 dư 1 Đấy các phải phân loại ra Nó chỉ có 3 loại thôi Chia cho 3 này Chia 3 dư 1 này Và chia 3 dư 2 này đúng không em có ba loại này thôi nhá được chưa <laughs> câu 14 em mới thi à ui giời tưởng thế nào đấy bí mật thầy đã nói mà những cái câu trong đề thi đại học 3 năm gần đây giáo viên cực kỳ thích cho 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 vào đề thi luôn đấy làm những cái đề này mới là chất lượng này đi thi ông nào về chúng tủ nhớ cảm ơn tôi câu nhá công bông đi tán gái là dở rồi Được chưa? Vừa mới nói xong có ông kêu trúng luôn này. Đấy, biết ngay. Giá mà biết thầy sớm hơn thì em đã làm được câu này. Hi hi. <laughs> Rồi tiếp nha em nhá. Được chưa? Đấy mình phải học phải học biết cách em ạ. Cái gì nó cũng có công thức của nó đấy nhé. Mình phải biết công thức học, học ít thôi nhưng mà vẫn chất lượng mới đẹp trai em ạ. Đấy. Tối ở nhà học livestream với thầy thế, ngày đi chơi tẹt bô Đi thi vẫn 10 điểm đấy, Chứng tỏ lên lớp nói em tào trá học cái gì Lúc đấy mình 10 điểm mình thích nói gì chả được em Đúng không? Đấy Thế mình gọi là đẹp trai Chứ bây giờ mình học cả ngày xong lên lớp được 10 điểm Bọn nó cũng bảo ui thường thôi Đúng không? Đấy Lên lớp em phải chơi Tết bô vào Tối ở nhà học livestream cày Đi thi vẫn 10 điểm Ui giời Nổi khắp trường luôn Tán giữa ai chả đổ <laughs> thôi nhá nhìn kỹ này thôi nói thế nhá đừng mai chúng mày lại bảo là thế thế xui mệt lắm rồi đấy ba k cộng một này lại xui chúng mày toàn chơi đừng học thì chết rồi đó các em đếm cái này bao nhiêu số nhá đếm nhanh này lần này có kinh nghiệm rồi mình đếm luôn k lớn bằng không này em nhỏ hơn hoặc bằng là sáu ba mười tám đúng không úi giời không đến sáu có bảy số em ơi Đấy Nhá Rồi dạng cuối cùng này Cuối cùng có bao nhiêu số chia 3 dư 2 nhỉ Chia 3 dư 2 này 3k cộng 2 anh em Được chưa Đến bằng 1 và nhỏ bằng 19 này Rút ra k bao nhiêu là trị nguyên ấy Là xong thôi Đúng không K lớn hơn bằng 1 phần 3 này Nhỏ bằng bao nhiêu đây em 19 chứ 2 17 phần 3 đúng không 17 chứ 3 bao nhiêu nhỉ các em nhỉ Ok nó rơi vào tầm 5,6 0 đến 6 có 6 số Đúng không? Ok nhé Đấy Tổng 6 cộng 6 cũng 7 16 này Ơ à, bằng 19 này Đấy 19 số Hợp lý luôn 3K cộng 2 ấy. Rồi Sau khi em đã phân cái thằng 19 số này ra 3 loại rồi Bây giờ này xác suất để ba số viết ra có tổng chia cho ba các nhá. Đấy, tổng chia cho ba có ba trường hợp, bốn trường hợp đấy. Chờ 1 là gì? Đấy Cả ba số được chọn Đều chia cho 3 Đấy Chờ 1 Đúng không? 3 số chia cho 3 thì tổng của nó vào cũng chia cho 3 các em nhé Được chưa em? Đấy Thì cái này quá ngon lành rồi Nhìn kỹ cho thầy này Chọn 3 số trong 6 số này C3 có 6 cách Hợp lý luôn em Đúng không? Trường số 2 Đúng chưa Ok chưa Cả ba số đều chia 3 dư 1 Đấy Các biết tại sao không Chia 3 dư 1 ấy Thì em cộng 3 cái phần dư vào ấy Ví dụ nhá Chia 3 dư 1 nó là những cái số ví dụ như là 4 này Đấy ok không Có dạng 3k1 này 3k1 cộng 1 đúng không Cộng với lại 3k2 cộng 1 này Cộng với 3k3 cộng 1 này Đấy. Đây là ba số có dạng chia 3 dư 1 các em nhá. Đúng không? Thì ba cái phần dư này. 1 cộng 1 cộng 1 này nó lại bằng 3. Đó, nó lại chia cho 3. Đấy, được chưa các em? Tổng của phần dư ấy chia cho 3 thì chúng ta lại ra chia cho 3 thôi. C3 của 7 cách nhá. Chọn 3 trong 7 số chia 3 dư 1 này này. Đúng không các em? Chờ 3. Đó là cả 3 số đều chia 3 dư 2. Đúng không em? những cái phần dư này này. Đấy thì cái dư 2 này này thì đây là cộng 2 đúng không? Cộng 2 cộng 2 này. Đấy thì ba cái phần dư này này tổng nó bằng 6 lại chia cho 3. Còn ba cái phần này đầu tiên nó vẫn chia cho 3 rồi. Đó thì tổng này chia cho 3 đúng không? Tóm lại là các em lấy 3 số chia 3 dư 2 cộng vào thì nó lại chia cho 3 đấy. Đúng không? Là C3 của 6 cách. Chọn 3 trong 6 số mà. Đúng không em? Rồi nhá, chờ cuối cùng. Nghe bốn trường hợp rồi. Một số chia cho 3 này, một số chia 3 dư 1 này và một số chia 3 dư 2 này, đúng không? Thì cái dư 1 với dư 2 này cộng vào nó bằng 3, nó lại chia cho 3 đấy, trường cuối cùng thôi, đúng không? Đó trường này thì các em viết luôn nhá. Ok chưa? Ok chưa nhờ Các em nhỉ? Một số chia cho 3 nhá, một số chia 3 dư 1 và một số chia 3 dư 2 trường này thì viết luôn rồi. 6 x 7 x 6 thôi. Đúng không? Chọn một số trong 6 số này, 6 cách. Một số trong 7 số này, 7 cách và một số trong 6 số, 6 cách nhân vào. Đấy. Các em tìm cho thầy suy ra số phần tử của không gian mẫu này. Đúng không? Số phần tử không gian mẫu. Là các em bốc bừa 3 số trong 19 số ấy. Là C3 của 19. Đúng không em? Ok chưa? Nhá. Chọn 3 số trong 19 số. Thế thôi. Chả cần biết nó có chia cho ai không kệ nó. Đó là không gian mẫu. Rồi. Các em cộng hết bốn trường hợp này vào. Sau đó các em chia không gian mẫu ra xác suất đây. Bấm đi nào các em. Bấm nha phân số nhá. 6 cơ 3 này cộng với lại 7 cơ 3 này em. Cộng với 6 cơ 3 này. Đấy, cộng với lại gì? 6 x 7 x 6 nhá. Hợp lý, chia cho không gian mẫu là 19 cơ 3 em ơi. Đẹp trai luôn. 109 phần 323. Câu này ra D em ơi. 14 là D nhá. Đẹp trai. <laughs> Chờ 4 lại thiếu. A à, ư nhờ. Đâu? À viết lên bảng nữa. Ok ok, sorry các em. Ở đây. Sorry các em nhá. Đây đọc kỹ này. Ừ, được không? Cái này mình thử các bạn tí thôi. Đây. Phải viết lên bảng nữa này. Đấy đọc thiếu cái từ này này là toang đấy. Đúng không? Ok chưa Các em chọn ra ấy, Là các em phải xếp vị trí cho nó nữa Xếp vị trí đây Được chưa Được chưa Các em chọn ra ba số rồi Thì các em phải xếp vị trí cho nó Vì thằng A viết số này Khác với thằng B viết Và khác với thằng C nó viết Đó Thế nên nó ở đây nó có thứ tự đấy các em Phải xếp vị trí nữa Ờ ừ, Đấy <laughs> Nhá thì cái này nó phải là E3 và 6 này Đấy, A3 của 7 này em. Được chưa? Đấy, cái này là A3 của 6 này. Ok chưa? Rồi. Cái này thì chưa số 4 này em phải nhân lên 3 giây thừa. Nhá. Vì ở đây này khi em chọn ra 3 số rồi, cam phải xếp vị trí cho nó, tức là ba ông ABC nó viết số nào ấy. Đúng không? Xếp vị trí xếp thứ tự cho. Thằng A viết số này, B viết số này, C viết số này. Đấy, về nó nhân thêm 3 giây thừa nữa. Được chưa? không gian mẫu là phải là e3 của 19 đó để chưa cú đưa ở đây đúng không Ok nhá có ông nào chọn đi không Úi giời. Nguyễn Tảo 14D xuống ruộng ngay <laughs> Được không 14C này không thể đi được đâu Ông nào D quốc ruộng ấy Nhá úi giời. Nhật Minh 14D xong ngay Được không em Úi ừ giời. Nhà mình nào được em <laughs> Biết ngay mà Ngọc Quyên 14D thôi xong Đó Em đổi anh sửa nhá Đây phải là 6P3 này em Đó ông nào học thầy nhiều chắc là quen với phong cách là thử rồi đúng không Đó Câu các em làm dễ cái Câu các em làm đúng như các em đích bao giờ các em nhớ đâu Nhưng mà cái câu nào mà sai sắp mặt nổi ra Ngồi nhớ suốt đời luôn Đúng không Giống như kiểu là cái người yêu cũ ấy Đấy Đúng không? Trừ khi mình có người yêu mới còn không Không bao giờ quên được <laughs> Ông nào nói quên được chỉ là nói phép Lại bảo là sai đi Đúng không? Miếng ngon nhớ lâu rồi Đấy, Đòn đau nhớ đời Thôi nhìn kỹ này em Nhân thêm 3 tay thừa phát nữa nhá Đấy ok chưa? Đây là 19 Đây là P3 này em Đó Ok chưa Ok rồi nào Xong chưa em ơi Ok ra chưa Ơ ờ, sao nó vẫn ra kết quả giống cũ nhỉ 6B3 này Được chưa nhở Viết ngẫu nhiên này Ơ ờ, chọn ra rồi xếp vị trí nữa nhỉ Đúng rồi mà Em ba quả 6 này nhân với lại 7p3 này 6p3 này đúng không 67 x 6 3 dây thừa này Ok cho em ơi Ủa Tức <laughs> Để cho em ơi Xong chưa nhở? Nào vào chưa Câu này còn sai chỗ nào đấy Đố công nhận ra được đây. đấy Đấy Chưa nghe rất thuận mồm đúng không Đố biết sai chỗ nào Câu 14 mẹ là C em nhá 14 phải là C đấy được chưa? Làm kỹ đây đi nào. Được chưa em ơi? Nào, vào chưa nhở? Đấy, đố các em viết này, các em comment cho câu nào sai chỗ nào này. Nó không yêu cầu khác nhau à? Sao không yêu cầu khác nhau em? Đúng rồi, chuẩn luôn. <laughs> Đấy. Được chưa? Đó. Cái lỗi sai cơ bản đây này. Làm nghe rất thuận đúng không? Thầy chữa mẹ gật đầu lia lịa luôn. <laughs> Ông nào công nhận không Lại chả ngồi gật gù nãy giờ Đó Đây này Các em phải hiểu Chỗ này nó là gì Đó là EBC Có thể Viết cùng một số Đấy Được chưa Các em đọc đề không kỹ ấy Là các em bị phạm vào hai cái lỗi cơ bản này đấy Nhá Đấy chưa Hôm nay đỉnh cao luôn đúng không Đó cho xuống ruộng hai phát <laughs> Để cho em ơi Ok chưa nào em Câu này này Đó Được chưa ba số chia cho ba nó hoàn toàn có thể giống nhau Nhá Thì cái này phải là 6 mũ 3 này Đấy Chỗ này này là 7 mũ 3 Cái này là 6 mũ 3 em ơi Đúng chưa em Đúng không Vì ABC nó hoàn toàn có thể viết những số giống nhau biết ai viết số nào đâu Đúng không Nó có nói ba số khác với nhau gì đâu Đúng chưa Đấy phải nhớ kỹ vào Đó Này ăn cái miếng này đau Hơi đau ấy nhở Cay đúng không <laughs> Để cho em ơi Đấy chưa Đau một lần rồi thôi Đây đau hai lần kìa em ạ Nhớ luôn đúng không <laughs> ối rồi ôi luôn à <laughs> Được chưa Ok cho em Được chưa các em Rồi nhá Chưa số 4 thì đúng không Nào chờ số 4 thì chắc là ba số này nó phân biệt với nhau rồi Đúng không nhá Đấy chọn một số trong 6 số này 6 cách rồi đúng không ba số này thì chắc chắn nó thuộc ba tập khác nhau rồi Thì nó phải phân biệt và nhớ ba giây thừa nữa Chờ 4 thì đúng rồi Nhá Đấy và cái này không gian mẫu nó cũng phải thay đổi đi không gian mẫu nó phải là 19 mũ 3 em ơi Đúng không em Có 19 số mà Đó Được chưa Giờ sửa nhá Đấy Ok la Ố là la Ố là la Hi hi Rồi nhìn kỹ này Đó Đảm bảo hôm nay câu này làm xong lại về kháo mơ ngủ cũng thấy luôn đấy <laughs> Đúng không Rồi sai 3 lần nữa. Rồi Đây 6 x 7 x 6 x 3 dây thừa này Đấy, quả này thì không lệch nữa đúng không? Quả này lệch nữa thì thôi, đúng không nhỉ? 2287 phần 6859. Đó, chuẩn C chưa? Đợi chờ các em. Đề năm 2018 đúng đỉnh cao luôn đấy, đề khó phết đấy nhá. Yeah. Em phải ra C đấy. Đáp án thì cầm đây rồi nào nhầm thế nào được em. <laughs> được chưa? Đó, mình thử các bạn tí thôi. Mấy ai sai hai lần đúng không? Úi giời. 14 phải C em ơi. Nãy giờ ông nào tự tin đúng không? Rồi. Ừ, Chuẩn cho em? Ok chưa? <laughs> nhá, hợp lý luôn đúng không? Có hợp lý luôn. Ok là cho em? Ok là chưa? Câu 15 này. 15 thì tương tự thôi nó đổi mã đề đi các em nào giống hết câu 14 nhá. Đấy, về làm thực hành ngay và luôn này. Không nhắn tin với người yêu xong cuối cùng nó lại bài tiết hết nhá ngủ sau một đêm xong rồi kiến thức lại trôi theo dòng nước xả phát này hết nhớ chưa 15 thì để cho bài tập về nhà nhá áp dụng 14 là thôi cho xuống ruộng hai phát mà không nhớ nữa thì thôi đấy đúng là dở rồi đúng không 15 nhá đó nó đổi thành 16 số thôi 16 số 19 số mình còn làm được 16 số ăn thua gì đúng không 15 này cho đáp án e thôi nhá về cam làm này đáp án e làm sao ra được đúng đáp án thì thôi nha Được chưa rồi kết thúc buổi live ngày hôm nay bằng một câu cuối cùng trong đề tham khảo năm 2018 Được chưa đề năm 2018 khó đấy đề năm 2018 cực khó luôn <laughs> được chưa em ơi ok chưa nhá yeah. con lợn nào dục làm nhanh rồi đấy con người ích kỷ không bao giờ mà mà, 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 sau này mà có nhiều bạn được em ạ mệt lắm thầy chữa mệt như thế nó chả quan tâm gì thầy thôi nó chỉ quan tâm đến mình bản thân nó em ạ đấy chả đứa nào hỏi thầy mệt không chẳng đứa nào thả tim like cho thầy xe thì thầy phải dục đấy thế mà cuối cùng trong live stream thì nó lại toàn dục là gì chữa nhanh lên thầy ơi đúng là ích kỷ rồi câu 16 này Câu 16 này em Rồi chia sẻ mạnh lên em Thầy đếm xem bao, bao, nhiêu xe rồi nhá Được chưa Hôm nay là gần lên 200 rồi mà bị tụt này Thế là thầy buồn rồi đấy Được chưa Ôi giời mới được có 254 xe thôi em Mới được có 254 xe rồi Búp xe mạnh lên nào các okay. em Xe cho cá nhân mấy lần vào Nhiều 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 vào Đó Nhá Được chưa Ok chưa để chữa xong câu này tí nữa thầy còn có động lực à, gửi link à, gửi 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 link 5 đề cho nhá để chưa gửi link 5 đề chữa siêu xịn ôn luôn để chưa ôn 50 câu trắc nghiệm này đó gửi 5 đề cho nữa không là thầy về là thầy nhìn thấy ít ít xe là buồn là đi ngủ đấy coi như là chưa đọc tin nhắn đâu <laughs> thầy dự đề 2021 đi à 2021 thì để từ từ 2021 thì để sang năm em <laughs> sang năm thầy dự em trúng 100% luôn nhá không lệch phát nào luôn tầm này là sang năm thi tầm tháng 7 nhỉ đợi có cái lịch thi ấy khi nào thi xong để dự cho các em không lệch phát nào luôn gửi hẳn đề cho các em luôn nhá được luôn được không được không <laughs> lại xe mạnh lên em chưa thấy xe chưa thấy tim đâu chốt nốt câu cuối còn gửi lên như này không là tí nữa mất tích này đi ngủ ấy được chưa nhớ nhá nào Búp làm sao lên thì ngồi thì đếm xe này Câu cuối cùng này đếm đủ 300 xe tí nữa nhá Tí nữa sau like thì còn gửi nhá Không là tí nữa là mất tích đi ngủ đấy Coi như chưa đọc tin nhắn đâu nhá <laughs> 16 này em Rồi nhanh lên tranh thủ búp nhanh nhá Thầy chỉ nhắn thầy chỉ gửi link cho các bạn sau livestream thôi nhá Những gửi tin nhắn trước thì không trách đâu Đấy chưa Sau livestream cái này gửi link cho các em Rồi thưa chốt này 16 này Linh thì chỉ có 30 phút thôi <laughs> Linh này là linh bí mật nhá Đừng gửi cho ai nhá Rồi Câu 16 là câu đề năm 2018 em ơi Cực hay luôn đúng không Rồi Câu 16 câu xếp học sinh đấy Dạng 1 này Đúng không Đó Ok chưa Chọn người xếp vị trí này Đó Bí mật chỉ hôm nay những bạn xem like mới biết thôi nhá đừng gửi link cho ai nhé nó xem nó lại nghiện đấy không được đó nhìn kỹ này Được chưa em ơi 16 sáu em tóm tắt đề bài một chút có 10 học sinh này em đó trong đó này có hai ông lớp A này hai ông lớp A này đấy ba ông lớp B này năm học sinh lớp C này được chưa ok chưa xếp một hàng ngang à xác suất để 10 học sinh trên không có hai học sinh cùng lớp đứng cạnh nhau à đấy ok chưa không có hai học sinh cùng lớp đứng cạnh nhau Úi giời đúng là đền nhà không thiêng rồi em ạ đấy cái giống đời ngày xưa ấy học cùng lớp ở đấy bao giờ tán nhau đâu mẹ toàn đi tán lớp khác em ạ thế mới buồn <laughs> tán nhau xong rồi cuối cùng rồi mà những đứa nào mà đi nhờ cái kiểu kiểu mà tán nhau cùng lớp nhá cùng cấp 3 nhá xong sau rồi đại học đi họp lớp xong rồi mất hút luôn ok chưa đấy đúng không vớ vẩn ấy, nó lại còn vác cả con đi họp lớp nữa thì đúng là buồn đến lớp đến buổi họp lớp nhờ người yêu cũ bế con hộ úi giời đã ông nào gặp cái hoàn cảnh này chưa? Lại chả bảo là sai đi <laughs> Em thề em chỉ có một thằng bạn thân Chết Rồi, ơi nhìn này em Mắc éo le luôn đúng không? Rồi, có 16 chốt nhanh nhá Cuối cùng nhá đó, ngồi 15 câu mà không làm thì câu 16 thì mạnh dạn lên em, mạnh dạn tăng tăng nhân phẩm lên, chốt câu 16 nữa này, chữa nốt câu này thì còn đi ngủ đây em. Chắc thầy gặp rồi nên mới em hiểu thế à. <laughs> sát thương đấy em, nói câu này hơi sát thương đấy. À, câu 16 này Mình là con người rộng lượng thôi Coi như những cái chuyện này mình không thể được chưa em ơi? Ok chưa nào? Nhắn tin cho fanpage đi em Nhắn tin cho thầy Ok nào Câu 16 nào em ơi Câu 16 nào Nhá Thêm combo đóng bỉm thay tá nữa thì thôi Mắc nhục luôn Thôi nhìn này Câu 16 này em Được chưa Sao lại tư chuyên gia tư vấn tình yêu Nghe thầy tư vấn xong Mẹ mai chia tay đừng có đổi lỗi nhá Thế nào nhìn 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 Đấy 16 chốt chốt nhanh rồi nào Đức Thiện 16B Úi giời Hà Phương 16B Cứ từ từ em Tập này thằng nào nó chăm thì nó vẫn học bình thường Rồi Câu này này Các em phải đếm như thế này Nhá Chúc mừng những em nào mà chọn B là xuống ruộng rồi Nhá Không phải B đâu Được chưa Chọn lại đi em Huy Hoàng 16D Chắc chưa em Hoài Nam 16A này Ok nhìn thấy em comment mạnh lên nào Ông nào từ cuối đầu giờ đến giờ chưa dám comment thì mạnh dạn lên em Làm quả phát cuối sợ gì 16 16 nhá Ok chưa nào Hôm nay là gần lên 200 bị tụt nhá Đấy hôm sau nhớ lên 200 nha các em nhá Tí sau like thì, thì xóa like đấy Nhìn kỹ này Nhìn, nhìn 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 được chưa đây ngẫu nhiên 10 học sinh nha à. cái này nó là thuộc tư duy về khoảng trống đấy tư duy về khoảng trống đó khoảng trống trong anh giờ đang chia làm đôi này, này. đấy nhìn kỹ nhá thì bài này này tư duy khoảng trống như sau chưa có gì em cứ tìm không gian mẫu cho thầy trước đi làm xác suất thì mình cứ làm cái quả tìm không gian mẫu cho chứng tỏ mình là người có kinh nghiệm đúng không nhá đúng không nhỉ không biết làm cứ tìm không gian mẫu trước không gian mẫu không tìm được thì làm sao làm được đúng không đấy nhá xếp 10 học sinh thành một hàng ngang định nghĩa chính là hoán vị nó là 10 giây thừa còn cái gì nữa em đúng nhá xếp 10 học sinh một hàng ngang đấy định nghĩa đúng hoán vị luôn 10 giây thừa không lòng vòng nhỉ rồi bây giờ tìm lại số phân tử của biến cố a nhá nó yêu cầu không có hai học sinh cùng hai học sinh cùng lớp đứng cạnh nhau đó thì câu này các phải thực hiện cho thầy những cái bước như sau đầu tiên ấy đó là bước số 1 là lớp c có đông dân số nhất này lớp c có 5 ông này đúng không đấy có 5 ông lớp c cam xếp thành một hàng ngang trước hai ba bốn năm Tại sao lại gọi về tư duy về khoảng trống? Thì bây giờ này, khi xếp năm ông lớp sinh một hàng ngang ấy thì nó sẽ xuất hiện bốn khoảng trống ở giữa và hai vị trí đầu với cuối. Đúng không? Đó, các em đánh dấu thầy vào. Đánh dấu cho thầy vào. Năm sáu cái năm uh, cái vị trí này đúng không? A à, 6 vị trí nhá, đánh dấu thầy 6 vị trí này. Thì bây giờ tư duy sau này, để hai học sinh cùng lớp không đứng cạnh nhau ấy thì kem sắp xếp hết năm đứa lớp A với lớp B vào những cái khoảng trống này thì lập tức là có phải là C nó bị ngăn cách bởi AB không? Đấy đúng không? Đấy xếp hết AB vào đây. Đấy. Thì có phải là C nó bị chia cách bởi AB thế nên là nó bị xa cách nhau đấy. Đúng không em? Rồi. Vậy thì cái bước số 1 này dàn 5 ông lớp C thành một hàng, 5 giây thừa cách nhá. Bây giờ bước số 2 là xếp A với và B vào có 5 ông đúng không? Bước số 2. Xếp 5 ông lớp A và lớp B vào thì có hai trường hợp này. Đúng chưa? Là AB nó phải lấp đầy hết bốn vị trí ở giữa. Thầy đang ốm một chút, đang sổ xít một chút này. Ok cho em? Nhìn kỹ nào. Đấy nhá Có bốn vị trí ở giữa các em phải lấp đầy hết Chứ nếu mà các em không lấp đầy hết năm vị trí ở giữa ấy Thì nó sẽ bị C và nó sẽ đứng cạnh nhau mất Thì nó không thỏa mãn cho bài toán đâu Để kỹ giúp thầy một chút nhá Được chưa? Nào Đó thì đầu tiên Thì thầy xếp cái cụm đầu tiên này Đây là thầy xếp đây nhá Đây là một này một phẩy hai phẩy này ba phẩy này bốn phẩy này năm phẩy này đúng không thì cam xếp 5 đứa vào vị trí từ 1 phẩy đến 5 phẩy này hiểu chưa đây vị trí cuối cùng là 6 phẩy ấy. Được chưa thì chúng ta có 5 dây thừa cách nhá đúng không em được chưa cách thứ hai đó là cam xếp 5 đứa vào 5 vị trí từ 2 phẩy đến 6 phẩy đúng không 4 vị trí ở giữa với một vị trí cuối ấy. đúng không là 5 dây thừa cách đây là cộng nhá được chưa em đây bước số 2 Đúng không nhỉ? Xếp 5 ông lớp A lớp B vào này. 4 ông xếp ở giữa này. Một ông cuối xếp ở vị trí đầu hoặc cuối ấy. Đó em cộng vào hay các có thể hiểu nó chính là 5 dây thừa nhân 2. Đúng chưa? Xếp 4 ông vào 4 vị trí ở giữa và ông cuối cùng thì xếp ở 1 hoặc 6. 1, hoặc 6, ấy. Đúng không? Đấy, 5 dây thừa x2 nhá. Nhưng đa số thôi câu này câu cuối rồi không lừa nữa. Thì đa số kem đến đếm bị thiếu Thiếu trường hợp nào Thiếu trường hợp là gì Đấy, thiếu trường hợp đó là kem gom AB thành một cụm ấy. Đấy, kem gom AB thành một cụm. Đúng không? Các em ấn hết vào giữa này. Thì có phải là C nó bị ngăn cách bởi một cụm AB. Một cụm AB cộng với lại gì nhỉ? Cộng với lại ba đứa còn lại. Ba học sinh lớp AB còn lại. Đúng không? năm đứa mà năm đứa gom AB thì một cụm xếp vào vị trí ở chính giữa này thì còn lại ba đứa còn lại găm xếp hết vào ba vị trí ở giữa nữa thì nó vẫn thỏa mãn đúng không đó cái bị thiếu trường hợp đấy các đếm mỗi trường hợp số 2 này này đếm mỗi trường hợp này nó bị thiếu phải thêm một trường hợp nữa hoặc đó đó là gom AB thì một cụm này và xếp cả cái cụm này vào giữa hai thằng C ấy. còn dư ba đứa xếp vào ba khoảng trống còn lại ở giữa nữa thì nó thỏa mãn như bài toán. Đó là trường hợp thứ hai, hai vị trí đầu với cuối nó không xếp gì cả, đầu cuối nó không xếp gì cả. Đấy, đó là gom thành một cụm này, xếp cụm AB ở đây. Dư ba đứa xếp vào ba vị trí còn trống nữa. Đó. Thì bài này có số cách xếp như sau. Tư duy về cụm nhá. Đây. Chọn một đứa lớp A và một đứa lớp B có hai cách này, nhân ba cách này xếp hai đứa thành một cụm đúng không đấy có hai cách nữa tức là hai dây thừa ấy các em hiểu đơn giản là hai dây thừa ấy đúng không đấy đấy nó mới là cách là gì nhỉ chọn ra một đứa lớp a một đứa lớp b gom thành một cụm đó là hai nhân ba nhân hai dây thừa cách bây giờ này đấy kem xếp cái cụm này xếp cụm ab vào một trong bốn vị trí ở giữa ấy. có bốn cách đúng không em còn ba vị trí còn lại, xếp hết ba ông còn lại vào ba vị trí có ba dây thừa. Đấy chưa hợp thứ hai các em dễ bị thiếu chỗ này. Đấy, câu này khó đấy. Thiếu, đúng không? Dễ bị thiếu trường hợp này này. Đó các em cộng vào thôi. Ra được ngay. Xác suất của biển của e nhá. Bằng này, bấm thôi các em. Bấm này, bấm này. Nhá. Đây. Được chưa nào? Bước số 1 là phân số nhá, 5 dây thừa này em. 5 dây thừa này. Đấy, nhân. Đây là bước 1 sang bước 2 là phải nhân nhá. Bước 1 sang bước 2 là phải nhân. Đây Bước 2 trường hợp 1 nó là 5 dây thừa. Được chưa các em? Nhân 2. Đấy, đúng không? Đây. Bước số 2 đây, cộng vào đây này, cộng đây. Trường hợp thứ hai của bước 2 là phải cộng nhá. Đây là hoặc này, hoặc là quy tắc cộng. Bước 1 sang 2 là nhân. Được chưa? Nó phải rõ ràng ra. 2 nhân 3 nhân 2 giai thừa thì bằng 2 rồi. 2 giai thừa bằng 2 luôn nhá. Rồi nhân 4 nhân 3 giai thừa nữa này em. Đó, đóng hoặc vào. Chia mẫu là 10 giai thừa này. Đó ra kết quả nhá. 11/630, con này ra 16.a em ơi. Đấy. Ok chưa? Thì đề này nó có hai cái dạng thôi. Khó đó là dạng số 14, 15 và 16, các em để ý kỹ để làm cho nó bị không không bị sai nhá. Được chưa em ơi? Tất cả em đều hiểu phần này chưa? Ok chưa nhở Ừ. Xác suất thì câu này trong đề thi nó phải lấy lên 9 điểm rồi em. 9 điểm đề thi đại học đâu phải bình thường em. Ra cái đề mà cả nước được 9 điểm thì có mà ông ra đề nó bị chửi nó sắp mặt ra, đúng không? Các phải đặt mình vào cái tâm thế của người ra đề ấy. Đề dễ chưa chắc đã là đề ngon ăn đâu em. Các em phải cầu cho đề nó khó vào. Nhá, giống như kiểu cái đề năm ngoái ấy. Đúng không? nhiều đứa chăm học xong cuối cùng điểm vẫn bằng những cái đứa mà nó đấy đề làm sao ra phân loại được học sinh với là cái đề hay chứ ra đề mà đứa giỏi đứa rốt bằng nhau rồi mà ông ra đề ông bị đuổi việc đấy cho thôi việc ngay lập tức đấy nhá rồi ok kết thúc buổi live ngày hôm nay nếu các em thấy hay thì nhớ chia sẻ về để chúng ta có nhiều buổi live hay hơn và đó cũng là chính là cái động lực Tim xe của các em nhiều hơn ấy thì cũng là cái động lực của thầy like và chữa các em nhiều hơn đó à, nhớ này bạn nào muốn đăng ký khóa live vip được chưa đấy các em chỉ mất 900 k thôi các em sẽ được học full chương trình lớp 11 này full chương trình lớp 11 này đó ôn đề học kỳ 1 học kỳ 2 cùng với thầy ôn đề học kỳ 1 này đấy học kỳ 2 đó, được chưa? Thứ hai là các em có nhóm mét hỏi bài ấy, các em có cái cộng đồng hỗ trợ cùng học, học với những đứa chăm chỉ tự nhiên em sẽ chăm lên. Chứ các em học một mình nó buồn lắm. Đó, tự nhiên đứa này hỏi bài mình cũng có cái động lực ấy, đúng không? Ơ ừ, thấy nó hỏi mình cũng ừ, mình cũng đỡ bị buồn, đỡ bị tủi thân học một mình, rủ nhau học Chứ trên lớp. Nhiều khi mang lên lớp hỏi thấy nhiều đứa thấy ngại ngại. Úi giời. Những đứa ấy mà đang rốt rốt ấy kiểu kiểu tự nhiên mang bài lên hỏi giáo viên có phải thấy ngại trên lớp không đó thầy chả biết thừa chúng mày luôn đúng không vứt mẹ cái liêm sỉ đi em ăn được đâu em nhớ nhá đấy mặt dày lên nhưng mà các em cứ hỏi trong nhóm mét hỏi trong lấy cộng đồng thì bọn nó hỏi suốt về việc cái gì đâu mình ngu thì mình nhận là mình ngu đi sợ gì em đúng không sau thì mình tiến bộ dần đó thế thôi được chưa và các em được học sớm chương trình lớp 12 sớm lớp 12 hai từ mùng 1 tháng 4. Đấy, được chưa? Khuyến mại này chỉ áp dụng hết ngày mai thôi. Áp dụng hết ngày 12 tháng 12. Được chưa? Sau ngày mai các em đăng ký, các em sẽ không được tặng cái khóa ôn sớm lớp 12 nữa. Khóa này sau các em đăng ký lẻ các em cũng mất 900k nhá. Được chưa? Từ mùng 1 tháng 4 chúng ta sẽ bắt đầu khóa ôn sớm lớp 12 cùng với thầy. Đó để chúng ta có một cái lộ trình chuẩn này, có một cái khởi đầu tốt và bắt đầu một cái chương trình tiến thẳng vào đại học. Thì bạn nào muốn đăng ký khóa này Tất cả chỉ Mất 900.000 các em được học Từ giờ đến tháng 7 luôn nhá 1 đến tháng 7 luôn Đó chia ra thì rất nhiều buổi Mỗi buổi các em chỉ mất tầm khoảng mấy nghìn nhưng mà đó rẻ hơn các em học rất nhiều mà các em học với thầy với thầy thấy nó thoải mái không phê không đó thì nhớ nhá các em inbox cho thầy qua facebook ấy được chưa sau ngày 12 tháng 12 các em sẽ không được tặng khóa này nữa nhá các em đăng ký ngoài khóa ôn sớm lớp 12 các em sẽ mất 900 000 nghìn rồi Ok, hôm nay thì cũng tương đối muộn rồi Giờ thì chúng ta nghỉ thôi các okay. em. Hôm nay là chữa được gần 2 tiếng rồi đấy Nhá, em là các buổi live tiếp theo ờ... Cảm ơn tất cả các em đã theo dõi buổi live stream ngày hôm nay Và ủng hộ thầy đến thời điểm này Chúc tất cả các em có một mùa Giáng sinh thật là vui vẻ bên gia đình Và những người thân yêu của mình Và có một cái kỳ ôn thi học thật là tốt này Đạt kết quả học kỳ vô thật là cao Cảm ơn tất cả các em, goodbye Goodbye, goodbye, goodbye